Lúc 13 giờ 30 phút ngày 3 tháng 10, tuyến đường dẫn lên núi Cấm, xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang xảy ra vụ sạt lở đất đá làm hư hỏng một số hạng mục của tuyến đường này. Khảo sát nhanh của chính quyền và ngành chức năng địa phương, dọc sườn núi Cấm hiện có gần 400 vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở đất đá, uy hiếp sự an toàn của du khách đến tham quan núi Cấm và người dân sống trong khu vực. Qua ghi nhận thực tế ban đầu, vụ sạt lở đã làm hư hỏng mái ta luy đường, hộ lan cứng và làm sập rào chắn lưới chắn B40. Khu vực ảnh hưởng có diện tích ngang 20m, dài theo mái dốc khoảng 40m, khối lượng đất đá khoảng 50m khối. Giao thông bị ảnh hưởng. Hiện đất đá bị sạt tràn ra một nửa chiều ngang tuyến đường lên núi Cấm. Xung quanh khu vực sạt lở, nước từ đỉnh núi liên tiếp đổ về với khối lượng lớn. Theo Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên, khảo sát của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Tịnh Biên và Ủy ban Nhân dân xã An Hảo cho thấy, trên núi Cấm hiện có 397 vị trí có nguy cơ cao về sạt lở đất đá. Để đảm bảo an toàn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên cho biết đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho tạm dừng các phương tiện lưu thông lên xuống núi Cấm trong 4 ngày để các đơn vị chuyên môn xử lý khẩn cấp khối lượng đất đá sạt lở. Đồng thời có chủ trương thực hiện dự án xử lý khẩn cấp, ngăn chặn sạt lở đất đá dọc hai bên tuyến đường chính lên xuống núi Cấm, tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm các công trình, homestay, xây dựng và kinh doanh trái phép trên núi Cấm.